Hello, xin chào nhà. Đây, em lên cả nhà một con đồng hồ của Pháp nha, size 43. Đó. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Dạ quang là sáng nè. Đây, ngoại hình của em nó đây. Đó, không rớt một chữ luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Size 43. Chưa núm nha. Chạy cơ chế là 6 kim. Đó. Hiệu của nó là Begonia Paris nè, của Pháp nha. 6 kim thứ ngày này, 24 giờ này. Niềng xoay hai chiều nha. Đó, niềng xoay km gì nè. Dây thép đúc nha. Dây 18 đổ về nha. Em hỗ trợ lên dây dây thép đúc chỉ với 100 ngàn thôi, mặt hai lòng luôn nè. Tahimeter là tính vận tốc nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, đẩy xoáy luôn, chống nước 100 m, 10 ATM nè, của Pháp nè, nguyên rin, rất là nặng luôn nha cả nhà, quá trời đẹp luôn, niềng xoay 2 triệu. Yeah, Fly Master nè, cái kim dây có logo nè, Fly Master bậc thầy về giờ bay gì đó, đó có này là giờ bay nha cả nhà, niềng khía nè, em bán con này là 1.380.000 nha, bao ship luôn. Đó. Anh em nào tay bự tay dài thích thì em lên dây thép đúc luôn chỉ với 100.000 nha cả nhà, dây thép đúc nha. Em chỉ hỗ trợ nha cả nhà, quá trời đẹp nha. Rồi em mời cả nhà nha.